Dạ vâng, em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio. Đấy, được rất là nhiều các bác hỏi nhá. Đấy, rất là nhiều các bác hỏi cái dòng V5 đây. Đấy, và địa bảo là em ơi quay lên cho anh một bộ. Đấy, nhưng mà vừa rồi thì nhà em thật các bác là đợt này nhà em cũng rất là bận nhá. Đấy, có một số công việc thế là cũng gọi là chưa lên sóng được cái dòng V5. Đấy, thì hôm nay em đây lên cho các bác một bộ V5. Để mấy bác khách vừa rồi mà có gọi thì alo lại cho bên cửa hàng em nhá. Đấy. Với dòng V5 này thì chắc em không phải tả nhiều đúng không ạ? Đây, em mời các bác nhìn hình thức một chút đi. Đấy, nhìn hình thức trước đi. Đấy. Hàng bãi nhưng mà em thấy là hàng này bộ này về được lắm các bác ạ. Về được thế là rất là ok đấy. Đây. Hàng người ta đóng rất là cẩn thận thế nên là em thấy là hàng về rất là đẹp này. Đấy. Công suất của loa là 70 này, trở kháng là 6 ohm này. Đấy. Còn dòng máy của nó công suất là 52. Có các đường AV, out và in và có cả quang. Đấy, bác nào làm giải mã cũng được. Có cả FM nếu bác nào thích nghe đài. Đấy, có điều đáng chú ý là các bác phải cắm điện 100 cho em nhá. Đấy, bởi vì đây đó là hàng bãi nội địa nên là điện sử dụng nó điện 100. Đấy thì cái này các bác phải lưu ý cho em nhá. Đấy, cắm điện 100 cho em. Onco V5 thì các bác có thể chỉnh bát tép trên mặt máy các bác nhá. Đấy, ví dụ nhiều bộ dàn mà các bác muốn chỉnh bát tép đúng không ạ? Là các bác phải có thêm khiển mới chỉnh được. Đấy, nhưng tuy nhiên thì với dòng V5 thì cái này thì không cần. Bởi vì thêm khiển thì cũng thêm vài trăm, nó khoảng 4-500, mà trong khi đó mình cũng chỉ để chỉnh bát tép và bật tắt máy thì em nghĩ là nó cũng hơi thừa. Đúng không ạ? Đấy. Thế nên là với dòng V5 này thì các bác hoàn toàn là có thể chỉnh bát tép trên mặt máy đây. Đấy. Các bác có thể đưa bát tép lên. Đấy. Nó là quãng bát từ âm 10 cho tới dương 10. Nên là các bác nghe thoải mái nhá. Chỉnh được rất là nhiều loại nhạc. Đấy. Còn về chức năng thì con này đa chức năng. Các bác có thể kết nối với Smart TV, có thể kết nối với cả smartphone hay kết nối với điện thoại. Ngoài ra thì các bác có thể là nghe thêm phần CD. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì cái CD và cái MD là thì bên em không bao chạy cái này. Đấy, bọn em test thêm cho các bác cho nó vui thôi nhá. Đấy, còn các bác biết rồi, hàng cua hàng bãi thì cái mắt lâu ngày nó kém rồi. Đấy, còn vì mình cứ dùng cho em cái đĩa xịn tí nhá. Cứ mua cho em cái đĩa xịn tí mà dùng nhá. Đấy, còn dùng đến được tầm thời gian nào đấy bị mắt nó kém thì mình thay. Đấy. Đấy, trong trường mình muốn nghe. Đấy. Còn về kích thước của loa thì loa nó rộng ở đây nó khoảng 15 này. Đấy. Sâu rồi nó rơi khoảng là 25, cao là đặt khoảng 26, 27. Thì đấy là về phần kích thước. Tép thì nó là dòng chép đom quý vị nhá. Đấy, đây, tép đây. Đấy là con chép đom kiểu dạng hình tròn. Đấy. Bát của nó là bát 12, từ bọc chống nhiễu. À em xin lỗi, từ bọc giảm nhiễu nhá. Đấy. Và V5 thì bác nào mà theo dõi kênh bên em thì em biết đúng không ạ? Theo dõi kênh em kênh của bên Nguyên Vũ thì biết. V5 thì có cả phân tần bên trong. Nhá, loa V5 có bộ phân tần bên trong rất to. Đấy. Các bác có thể mở lại cái kênh ghi là loa V5 của Nguyên Audio thì có cái video để em đã mở cái lắp ra để quý vị có thể thấy được cái phân tần bên trong. Đấy, thì đấy là đặc trưng của dòng V5 mà tại vì sao mà cũng nhiều bác lại thích cái dòng V5 là như vậy. Thứ nhất là loa có phân tần. Thứ hai là công suất lại có chỉnh bát tép trên mặt máy. Đấy. Và cái thứ tư là đa chức năng. Đấy. Kết nối máy tính, điện thoại, TV thoải mái. Đấy. Thì sau đây em sẽ test một bản nhạc trên điện thoại để các bác nghe thử nhá. Đây, em sẽ mở một bản nhạc xem nào. Đây, sau khi các bác kết nối dây xong thì các bác cứ vào cái phần YouTube xong các bác tìm trang bản nhạc. Đấy, bất kể một bản nhạc là các bác thích nha. Để em thử chọn một bản chiều Tây Đô xem nào. Đấy, sau khi vào cái điện thoại rồi thì các bác chuyển cổng cho em. Ở đây nó có cổng line. Chuyển về cổng mà các bác cắm nhá. Khi em cắm cổng line thì chuyển về line này. Một đêm em mơ mình dịu dít đưa nắng.
Một bộ dàn hay thì phải nói là cái giá trị của nó không nói được vấn đề quý vị ạ. Tức là quên em xin lỗi, cái giá tiền của nó không nói được vấn đề quá. Thực sự cái bộ V5 này của nó quá hay nhá. Đấy mà cái giá của nó có bao nhiêu đâu ạ? Có 2.500.000 rồi các bác nhá. Đấy có 2.500.000 thôi. Mà các bác sở một cái bộ dàn V5, em nói thật các bác là nghe tuyệt vời. Đấy. Em ngồi em nghe ở đây mà em còn muốn nghe thêm cơ. Không phải em bán hàng mà em nói như vậy, nhưng mà thực sự các bác được V5 nghe quá đã luôn các bạn. Đấy, các bác cứ nghe thử đi rồi các bác sẽ biết nhá. Đấy, riêng cái chân của V5. Nghe những bản nhạc như em đang nghe ở đây nó rất là ngọt các bạn nhá. Cái tiếng bass nó sâu và nghe tép nó sáng. Hai cái nó quận vào nhau, cảm giác cái chất âm nghe nó rất là bùi tai. Đấy. Nghe là chỉ muốn nghe mãi thôi. Đấy. Đấy thì mọi thông tin chi tiết thì các bác có liên hệ qua cái số điện thoại là 0966 594581 nhá, hoặc 0979 891682. Hay là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng em để nghe thử nhá, là chỗ 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Dạ vâng, em xin chào các bác.